Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh tổng hợp của chúng tôi. Trong bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin chia sẻ tới quý vị và các bạn thời gian miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Quốc hội sẽ lần lượt miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ vào các ngày là 30 tháng 3, mùng 1 tháng 4 và mùng 2 tháng 4. Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ tiến hành vào các ngày tiếp theo. Vào sáng ngày 15 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 54 cho biết cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Tại kỳ họp 11 khai mạc vào ngày 24 tháng 3 và bế mạc ngày 8 tháng 4 kéo dài trong 12 ngày. Trong đó thì phần lớn thời gian kỳ họp để làm công tác nhân sự. Dự kiến thì công tác nhân sự sẽ được tiến hành từ ngày 30 tháng 3. Theo chương trình dự kiến thì trình tại phiên họp Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào ngày 30 tháng 3. Chủ tịch Quốc hội mới sẽ được bầu vào ngày tiếp theo 31 tháng 3. Vào sáng ngày 1 tháng 4 thì Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong buổi chiều ngày 1 tháng 4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sáng tiếp theo ngày 2 tháng 4, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ ngay sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu vào sáng cùng ngày. Trong chiều ngày 2 tháng 4 thì Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngay sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng mới. Việc bầu Thủ tướng Chính phủ sẽ tiến hành vào sáng ngày 5 tháng 4. Đối với bầu các bộ trưởng và thành viên Chính phủ vào ngày 8 tháng 4. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 4, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh nêu trên được tiến hành vào chiều cùng ngày. Trong chiều ngày 5 tháng 4, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên, ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc bầu các chức danh nêu trên được tiến hành vào sáng ngày 6 tháng 4 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau đó, sáng ngày 6 tháng 4, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm các Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ sẽ được tiến hành trong chiều ngày 6 tháng 4. Cũng trong chiều ngày 6 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử Quốc hội bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội. Sáng ngày 7 tháng 4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu để bầu chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội. Trong chiều ngày 7 tháng 4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cũng trong chiều ngày 7 tháng 4, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thủ tướng sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, một số Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Trong buổi sáng ngày bế mạc 8 tháng 4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.